bóng mới lại nguyên dự giống thì biết khác à? Mở ra được không? Thôi, à lô đi. Lô đi cái đang ở đi làm đúng không? Đúng rồi, TV mới về, lô ra. Bên này còn mẹ bên này. Đó đúng rồi, còn mẹ bên này, bốn ra. À, ô ô đúng mẹ đúng mẹ. Mẹ trong, mẹ trong, mẹ trong. Mẹ trong để mẹ ngoài nhà bảo vệ cái thân. Giữ giữ TV đi. Mình đẹp quá. Cái đó. Ừ, để đó làm được. Không, chạy gốc. Cho bay để bé mình để bảo vệ cái bé khỏi khỏi thở chây đó. Đó ok. Bấm này. Bấm điều khiển này. UCTV. Đây, UCTV. Nghe tên nhìn vui hơn. Đấy, đâu cả nhà, UCTV, TV lại công nghệ Nhật Bản. Nhật Bản là gì đó, nhà mình dạ. Tên coi mèo. Dán bảo hiệu của U. Ừ, quảng cáo quá, rồi lên Smart TV. Lâu rồi, đông lâu rồi. Lần đầu tiên tôi đông à, khi mua mới về bao nhiêu là to hả? 47 nó có vừa chứ. To lại chứ, quá to luôn rồi. Rồi, đủ nhiều bánh ca nhiêu chứ này. Karaoke này thì anh đi. Máy TV thôi nhé này. Có karaoke mà không dùng ở đấy. Máy TV nè. Ơi ba. Coi được không? Có mang coi được không? Có mang mà. Mình cài đặt mang đi. Từ 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 nè, đừng vội vàng. Đi chơi chơi tí nữa. Bằng ứng dụng chi mà cả Android cả nó gớm đó. Vô mang. Không dây. Mang có dây mà không dây, quên. Vô mà không dây chứ mà có dây làm gì? Kết nối xuống wifi đấy mà à, ừ. Rồi xong giờ tí rồi wifi cô nó cô nét. Ở nhà mới còn thấy phí bảo hành không, sướng quá nhá, ai vào trong thì nó sướng chỉ xem TV phần lớn nó sẽ được cuối năm rồi ăn hèm hết sướng. Ui trăm cân. Trăm cân thoải mái đâu mà ăn cái chi đâu coi. Cái nợ sinh năm 2003 này đã. Cái nợ cho bố đi. Đấy mà. Xin chào lão bà. Cảm ơn anh. Này anh mua nhà này. Đấy anh mua nhà. Anh mua, anh hiền lên. Đó, TV Flood. Coi nào có YouTube. Bấm YouTube là bấm xuống lên. Ờ, bấm xuống đây này, nhớ cổng cái trư này. Đây, đấy. Bấm ngôi nhà là được. Ừ, đúng rồi. Khó ứng dụng. Có chị này hay mày. Xe em nói, xe 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 với Android á. Đồ nghe khó ứng dụng. Cái trên mạng gì? Xe. Đồ ăn cay đấy, cái đừng có xóa, đừng có reset. Nếu cái TV không đừng có reset nha. Cái dòng đi hẳn không có phải hẳn có trong nữa nha. Ừ. Cái cay phải cay là phải kêu bọn thờ về, bọn hàng á. Cắm USB vào cay. Cái còn chiếc điện đi. Ờ, nếu cái TV đừng có reset lại. Là cái hướng cái đặt lại là TV á. Nghe quảng cáo dòng nói mà rồi. Tôi coi có ứng dụng coi ứng dụng gì web cái đau web về thử tắt web wifi quản lý app biết rồi. 4 triệu mấy mình 7 triệu nói em nghe 4 triệu mấy nói mất uy tín. Được vừa mới biết người ta lái thì tôi về. Ở đây thì chuyển đây thử xem nữa nha. Không phải, khi mua mà anh. Im lặng đánh lên mở phim ít xem được không ạ? Đó. Nghe. Được cộng mua là được. À, thử thằng xem hay xem clip này, mấy thằng clip hay xem không ạ? Khoảng 3 phút. YouTube. À. Là. Mấy thằng kem cho cãi hết. Web mà coi clip á. Đang có clip rồi vô em mới 39 đi xem thử này anh cái con chuột này à, anh có chuột đấy à anh một phát thôi đó khỏi con chuột đi anh như nhân cha con chuột anh luôn à, em mới
ba chín chín. Còn mấy clip trong vô coi clip tôi không được bị liên mà. Mình nhạc đi, thử số mình nhạc đi. Clip. Vừa bài nhạc. Anh cho ảnh dùng mình chuột ảnh cỡ được. Ok. Đây. Đây. Video đây. À, video đây, video đúng rồi. Hồng Kông bài đang hot đấy. Nếu mà xem được video là mình xem cái kia cái được. Xem ít ít được. Cái này có ít đã hề. Ừ. Tổ, có ít sướng lắm ạ. Chắc nên đi phải đem không rồi. Đi là cái gì? Ít tức là ít tức cái gì? Tôi hỏi ít tức cái gì? Không có được. Không có được. What the fuck you? Ghê thôi chứ không có được. Anh luôn có cái thẳng không? Đâu? Cũng là một lần lưu điệu. Đừng nhảy đen lên đi. Nhảy đen nhưng mà rất đường. À không phải, không phải bị déo. Cái này là YouTube ấy, nó có video. Đúng không? YouTube nói gì em? Thử cái video đấy, đi coi video không? Để ví dụ ai xem một đảo không đâu, coi video tiếp đi nè. Đây, 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 tìm được nhân. Đó. Ông vô làm chủ hẳn đi, gõ video. Đưa mèo tập làm cho ông biết. Từ từ anh tí là thao không mò, chờ anh tí. Đúng rồi. Tiền đã ý. Đây này, video này. Đây. Thử anh đầu tiên. Gì nữa? Rồi. Good. Mà thông báo tính mua là xem được ít thôi. Nghe nhà nghe tiếng. Xem được ít thôi. Nghe tiếng rồi. Xa anh trong ai mình ngoài không thấy bóng. Đó, TV là có nhiêu đó thôi. Chương trình mọi người đã được họ là cài đặt sẵn có karaoke. Đó, về ai điều khiển đây từ mò. Gia đình chúng tôi xin tạm ưng. Anh mới lên xem có karaoke hay không. Rồi tạm dừng sau. Ủa sao mày mất rồi? Karaoke đâu rồi? Anh có cho anh bấm cái này mày mà. Cái này. Này, mình nút nó có cho bấm cái này. Đừng bấm nó nút. Mất điều khiển bấm như này. Khổ quá, thôi tao biết.